Đây là chuyện bình lệ với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Hôm nay Việt Thảo tiếp tục kể những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh cho quý vị và các bạn nghe. Nhưng mà trước khi đi vào những câu chuyện này cho phép Việt Thảo được cảm ơn một người đã gửi donate cho kênh youtube của Việt Thảo 10 đô la đó là em Nguyễn Công Uẩn với lời nhắn như thế này. Cháu chào chú Thảo là con của kỳ chuyện ma thứ 269 đây. Chú đoán được không? Con xin mời chú ly cà phê nhà Chúc chú sức khỏe và mãi mãi vẫn khỏe. Yêu chú. Xin được cảm ơn Nguyễn Công Uẩn. Cũng như xin được một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã từng donate cho kênh youtube của Việt Thảo trước đây. Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 483 qua kho tàng chuyện ma dân gian việt nam lần này chúng ta sẽ có những câu chuyện của các cô các chú các bác là những người bạn thân của gia đình adam thi các cô các bác các chú đây kể lại những câu chuyện này và adam thi là người chấp bút để viết lại cho chúng ta theo việc thảo được biết thì các cô các bác các chú đây là những người cũng đã lớn tuổi rồi có thể lớn tuổi hơn Việt Thảo nữa và đã từng sống qua nhiều chế độ khác nhau ở Việt Nam ra tới hải ngoại. Từ trước năm 1975 rồi sống qua sau 1975. Cho nên những câu chuyện kể lại có khi các bạn là những người sinh sau năm 1975, mình không biết những sự việc gì nó xảy ra lúc đó. Cho nên đây cũng là những cái câu chuyện mà Việt Thảo nghĩ rằng chúng ta cũng nên nghe để mình có thể biết được những cái gì xảy ra ngay cả cái thời gian mà chúng ta chưa chào đợi. Nữa. Được không quý vị? Được không các bạn? Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. À, trong này có những câu chuyện của gia đình Bác Phong. Gia đình Bác Phong có hai câu chuyện. Và Việt Thảo cũng đặt lời lại như thế này câu chuyện thứ nhất là đời đất ngang rồi câu chuyện thứ hai là nói về ma ở trong một khách sạn ở Bỉ. gia đình bác tuấn thì có ba câu chuyện việt thảo đặt tựa câu chuyện thứ nhất là an lộc và lời kể của nội câu chuyện thứ hai có liên quan đến một cái động chim ma và câu chuyện thứ ba là câu chuyện có liên quan đến việc nổ súng ở trong một trường học ở houston texas rồi hai câu chuyện của bác hải câu chuyện cô gái gấu trắng xảy ra ở Canada và câu chuyện trục hồn vớt vong. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào hai câu chuyện đầu tiên của gia đình bác Phong. Câu chuyện thứ nhất với cái tựa là đời đức ngang rồi. Câu chuyện xảy ra vào cuối tháng 4 năm 1975. Cùng chung số phận với hàng triệu người miền Nam Việt Nam, gia đình tôi bắt đầu sống những ngày tháng đen tối nhất của đời người. Lịch sử đã sang trang, sẽ không còn cái cảnh người đưa kẻ rước. Ra đường, có xe đưa rước, về nhà thì có người hầu kẻ hạ, hoặc muốn gì được đó. Chúng tôi sống trong quan mang, hồi hộp, không biết việc gì sẽ xảy ra. Chúng tôi cảm thấy một tương lai đen tối mù mịt sắp xảy tới. Ngay ngày đầu tiên của tháng 5 năm 1975. Một đoàn cán bộ ghé vào nhà chúng tôi kêu ba tôi đi trình diện. Ba tôi được lệnh, trong thời gian này phải ở nhà, không được đi đâu cả và chờ lệnh mới của chính phủ. Những ngày sau đó, chúng tôi sống trong những ngày dài lo sợ. Rồi đầu tháng 6 năm 1975, ba tôi nhận giấy đi học tập cải tạo dành cho đối tượng sĩ quan làm cho chế độ cũ, tức là chế độ Việt Nam Cộng hòa. Nơi tập trung là trường Trung học Chu Văn An. Trong giấy kêu gọi đi học tập cải tạo, chính quyền mới có ghi rõ là đem theo đồ dùng cá nhân đủ dùng từ 10 ngày cho đến 30 ngày. Sáng sớm ngày 1 tháng 7 năm 1975, ba tôi tự dã mọi người ra đi trình diện. Không ai ngờ rằng đó là ngày cha con, vợ chồng gặp mặt nhau lần cuối. Tôi đạp xe đưa bà đến cổng trường chú Văn An. Nhìn khuôn mặt của ba hoang mang đến tội nghiệp, tôi thấy mắt mình cay cậy. Tôi thấy thương ba vô cùng. Tôi chỉ biết cầm lấy tay ba. Ba nói, con về đi, nhớ thay ba mà lo cho mẹ. Hai chị và hai em nha con. Chờ ba về, ba mươi ngày sẽ qua nhanh thôi mà. Ba hy vọng là sau khi ba trở về, sau cái đợt học tập này, chính phủ sẽ đối đãi gia đình chúng ta như những người bình thường khác. Hai cha con chúng tôi ôm lấy nhau và an ủi với nhau. Tôi đứng trước cổng trường chờ tới khi bóng của ba tôi khuất sau dãy hành lang lớp học. Tôi mới quay lưng đạp xe về. 15 ngày, rồi 30 ngày, rồi 40 ngày trôi qua chẳng thấy bóng dáng của ba tôi trở về. Mẹ tôi lên phường hỏi thăm tin tức, nhưng mẹ tôi chỉ nhận được sự trả lời một cách mơ hồ. Rồi thì một năm trôi qua, ba tôi vẫn biện biệt phương trời nào đó, không một tin tức dù là nhỏ nhoi. Chúng tôi mòn mỏi mong chờ tin tức của ba trong vô vọng. Rồi chúng tôi nhận được lệnh, gia đình chúng tôi phải giao nhà và phải rời Sài Gòn đi về vùng kinh tế mới trong vòng 48 tiếng đồng hồ với cái lý do ba tôi là sĩ quan dưới chế độ Mỹ ngụy. Ôi trời ơi! Mẹ con, ông cháu chúng tôi sững sờ, choáng váng, Khóc không ra nước mắt. Phải nói là xa cơ lỡ giận. Thân cô, thế cô, biết phải làm gì bây giờ đây? Đi thì không được, mà ở lại cũng không xong. Chúng tôi chỉ biết gian giái ơn trên gia hộ một phép lạ cho chính phủ khoan hồng độ lượng mà thu hồi mệnh lệnh. Mẹ tôi quá rối trí, không suy nghĩ được gì cả. Còn chị em chúng tôi thì còn quá nhỏ để giúp mẹ một tay. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, phải nói gia đình chúng tôi sống như ngồi trên đống than hồng. Qua đêm, chỉ cần qua đêm nay, chị em chúng tôi phải rời nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên chúng tôi phải rời Sài Gòn, nơi phồn hoa đô hội, để đến một nơi khỉ ho cò gái nào đó mà hỏi ra chẳng một ai biết đến. Mẹ tôi khóc thật nhiều, mắt mẹ sưng húp, tóc mẹ bạc trắng thấy rõ. Mẹ đã già hẳn đi, còn chị em chúng tôi chỉ ôm mẹ mà biết khóc theo. Đúng như trong chinh phụ ngâm. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng lắm nổi trung chiên một nách nằm đứa con nhỏ cùng với người cha đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy. Tiền bạc không còn là bao, phải buôn bán chạy gạo từng bữa cơm. Thì thử hỏi làm sao mẹ tôi không lo lắng buồn phiền cho được. Chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mẹ tôi và ông ngoại hết ra rồi vào, thở dài thường thượt, thơ thẫn như người mất hồn. Chúng tôi phụ mẹ sắp xếp quần áo và những đồ dùng cần thiết chúng tôi không thể nào nhắm mắt được tất cả chúng tôi đêm hôm ấy dường như thức trắng đêm ngồi lần chuỗi mân côi và đọc kinh cầu nguyện khi quá nửa khuya mẹ tôi vì quá mệt mỏi nên chợp được mắt một chút trong cái giấc ngủ mơ màng ấy mẹ tôi thấy đức mẹ hiển linh mỉm cười mà nói rằng sẽ có nguyên nhân giúp đỡ cho gia đình con rồi mẹ giật mình tỉnh giấc mẹ vội làm dấu thanh giá đọc kinh và quỳ tạ ơn đức mẹ quả đúng thật như vậy đó sáng hôm sau trong đoàn cán bộ tới để tịch thu niêm phong nhà cửa chúng tôi có bà thu là con gái của người tá điền làm thuê cho ông nội của tôi mặc dù là điền chủ nhưng mà ông nội tôi đối xử rất tốt rất có nhân và có nghĩa với tá điền với những người ăn kẻ ở trong nhà nên mọi người rất là thương mến và nể trọng khi nhận ra mẹ tôi là người ân của gia đình, bà Thu đã đứng ra bảo đảm và bảo lãnh cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi không biết bà Thu đã báo cáo và xin phép như thế nào với thượng cấp, mà gia đình chúng tôi được bình an vô sự trong thời gian hiện tại. Nhưng mà, chúng tôi phải bàn giao nhà và rời Sài Gòn khi ba của chúng tôi trở về từ trại cải tạo. Thế là chúng tôi an tâm mở lại căn nhà của của chúng tôi. Biến cố tháng 4 năm 1975 xảy ra quá nhanh trước sự chuẩn bị của mọi người. Ai cũng nghĩ rằng chúng ta được trở về cuộc sống như xưa, cũng giống như sau biến cố Tết Mậu Thân năm nào. Cho nên gia đình chúng tôi đã gửi tiền vào ngân hàng mà không kịp rút ra. Còn mẹ tôi thì không được trở lại bệnh viện để làm việc như trước đây, bởi vì cái ly lịch quá xấu. Đó là có chồng làm sĩ quan của chế độ Mỹ ngụy và đang ở trong trại học tập cải tạo. Thế rồi tiền bạc và tư trang còn lại trong nhà rồi cũng từ từ dùng hết. Rồi những vật dụng trong nhà cũng từ từ đổi nón mà ra đi. Mẹ tôi phải lăn lộn chợ đời để mưu sinh. Mẹ tôi trở thành người buôn bán ở vỉa hè trước cổng chợ. Còn chị tôi, từ một cô sinh viên nha khoa trở thành người phụ chạy chợ với mẹ sau bao năm trường chờ đợi tin của ba tôi. Bỗng nhiên, một ngày vào năm 1978, chúng tôi nhận được bức thư đầu tiên của ba. Trong thư ba nói ba đang học tập và lao động tốt và ngày về không xa nữa. Chúng tôi được phép trao đổi thư từ với ba. Thế là hàng tháng, một trang thư nhỏ gửi về từ một nơi nào đó của miền Bắc là món quà vô giá đối với chúng tôi. Mẹ tôi chạy hết chỗ này tới chỗ kia để xin giấy phép đi thăm nuôi bà. Rồi sau một thời gian dài, giấy xin phép đi thăm nuôi cũng được chấp thuận. Nhận được giấy thăm nuôi, mẹ tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì được đi thăm ba, còn lo là không biết lấy tiền đâu để làm lỗ phí. Bởi vì từ Nam ra Bắc, đường xá xa xôi, trắc trở. Từ ngày mẹ xin được giấy đi thăm nuôi bà ở trại cải tạo, mẹ đã bắt đầu để dành từng ngày một. Để dành từng cắt, để dành từng đồng. Từng cắt từng đồng đó được trích ra từ tiền chi phí của gia đình. Mẹ đã gom góp những đồng bạc cuối cùng để mua quà cho ba. Mẹ làm các món có thể để dành mà dùng dần như là cơm gạo sấy khô. Mẹ làm luôn thịt xào với mắm ruốc xả ớt, rồi tóp mỡ ngào đường. Mẹ làm đường cát vàng rồi trộn với nước chanh rồi đem phơi khô tương hột xào xả ớt ngay cả muối ớt trộn tôm khô nữa nhưng mà mẹ không thể đi thăm ba được bởi vì mẹ phải đi bán hàng để kiếm gạo mỗi ngày nếu mẹ đi rồi thì không ai có thể thay mẹ mà buôn bán vì vậy mẹ quyết định lần đầu để ông ngoại và tôi đi thăm ba mẹ chuẩn bị mọi thứ mang theo cho ba và kể cả thức ăn cho hai ông cháu chúng tôi trên đường đi ngoài thức ăn sấy khô mẹ còn cẩn thận gói thêm vài bộ quần áo mới có cả chiếc áo len mà mẹ tự đang lấy và kèm theo những hộp thuốc trụ sinh thuốc cảm cùng những chai dầu khuynh diệp tất cả thảy là sáu chiếc vỏ đệm đầy nhóc những món quà như gói cả tình mẹ dành cho ba. Tất cả thân bằng quyến thuộc hai bên, bà con cô bác hàng xóm, hai chị và các em và dĩ nhiên là có cả mẹ. Mỗi người viết một dòng, viết vài dòng chữ hoặc một vài câu gửi lời thăm hỏi đến ba. Nhìn chồng thư, tôi nói đùa với mẹ. Mẹ ơi, con bây giờ là nhân viên bưu chính của Sài Gòn bưu cục rồi nha. Mẹ phải trả lương cho con đó, Mẹ gói cẩn thận chồng thứ mà mọi người gửi cho ba trong cái bịch ni lông, rồi lấy hai ba cọng dây thun mà sàng lại. Bé Út trong nhà của tôi cứ nhắc đi nhắc lại. Bé nói là, anh Tư cẩn thận à, nha, anh Tư không có được đánh mất thư của em gửi cho ba đó nha. Tôi vẫn còn nhớ con bé vẽ hình trái tim và cảnh gia đình quây quần, bệnh mâm côn và dòng chữ to và đậm nét. Chúng con ngoại và mẹ nhớ bà. Mẹ đưa hai ông cháu ra ga Bình Triệu từ tờ mờ sáng để kịp bắt chuyến tàu chợ. Hai ông cháu tôi bắt đầu con đường dạng dặm từ miền Nam ra miền Bắc thăm nuôi mà chúng tôi cũng không biết nơi đó là ở đâu. Chúng tôi chỉ căn cứ vào cái địa chỉ trên bị thơ là K2 Tân Lập Vĩnh Phú mà thôi bước lên chân tàu hỏa lòng tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng thấy tôi đứng ngồi không yên ngoại vỗ vào vai tôi rồi trấn an tôi ngoại nói không sao đâu con đừng có sợ cho dù có xa xôi cách mấy thì nơi ấy vẫn là đất nước việt của mình thôi ông bà ta có nói đường đi ở cửa miệng nếu như mình không biết đường đi mình cứ hỏi thăm rồi sớm muộn gì cũng tới mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu quả. Tôi ngồi ngắm phố xá của ngoại ô Sài Gòn lùi dần về phía sau. Tàu qua ga sóng thần, rồi đến ga biên hòa. Tàu đậu lại một chút rồi đi ngay. Tàu lại xình xịch lăn bánh. Tàu qua khỏi ga dầu dây, rồi đến ga Long Khánh, Bảo Chánh, Cà Ná rồi tàu dừng lại ga Nha Trang. Quan cảnh buôn bán dưới sân ga tấp nập. Sau đó tàu lại lăn bánh đến ga Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, ga Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Quảng Bình, ga Vinh, rồi dừng lại hàng cỏ, Hà Nội. Tại Hà Nội, ông cháu tôi hỏi thăm tin tức về trại cải tạo K2 Tân Lập Vĩnh Phú. Vĩnh Phú thì có nhiều người biết, nhưng mà trại cải tạo tân lập ở nơi nào thì không có một ai biết. Ông ngoại mới nói, thôi, mình cứ lên ga đi về Vĩnh Phú rồi hỏi thăm từ từ. Hãy cứ đến mỗi ga dừng lại để đón thêm khách, thì chúng tôi lại hỏi thăm các hành khách và ngay cả các em bé bán nước trà, nhưng mà cũng không một ai biết cả. Chúng tôi thật sự hoang mang. Chúng tôi sợ rằng không lẽ mình đã lên nhầm chuyến tàu. Bỗng dưng chúng tôi có cảm giác sao mà mình cô đơn quá? Mặc dù là đang ở giữa một rừng người, cùng chung màu da và giọng nói. Rồi chúng tôi có gặp một bác thợ. Bác ấy nói, có một lần bác đã gặp một đoàn người từ trong Nam ra, vai gồng tay sách nách mang, hình như họ đi thăm nuôi tụ cải tạo gì đó. Bác ấy cho chúng tôi biết là ông cháu tôi đã lên đúng tuyến tàu và từ ga hàng cỏ về Vĩnh Phú phải đi qua ga ẩm thượng nữa mới tới. Thật là may mắn. Bây giờ chúng tôi cảm thấy yên tâm và tiếp tục cuộc hành trình. Con tàu lắc lư đi về phía cao bằng lãng sơn. Cảnh rừng cỏ, đồ chè của miền Thượng Du hiện ra. Chúng tôi xuống ga ẩm thượng. Nhà ga là một căn nhà nhỏ, trống hơ, trống hoách. Dân cư ở đây thưa thớt. Hỏi thăm, không một ai biết trải cải, cải tạo K2 ở đâu. Theo lời của bác thợ mà ông cháu tôi gặp trên tàu quả, chúng tôi đi theo con đường đất độc nhất vô nhị ở đây. Khi đi gần 5 cây số, mới gặp được một vài người biết ca hai ở đâu. Các bác ấy nói rằng chúng tôi phải đi thêm 20 cây số đường rừng nữa mới tới trại. Bên này là trại cải tạo và bên kia là biên giới với Trung Quốc. Đường xa càng lúc càng khó đi. Khi thì ngoằn ngoèo, khi thì lội lõm, nhà cửa thưa thớt, và rất ít người qua lại. Hai ông cháu tôi đi tay không đã thấy quá khó khăn rồi. Chứ đừng nói gì tay sách đất mang. Những vỏ đệm đầy, đầy quà mà mẹ tôi đã chắc chiêu để làm quà cho bà. Không biết bao lần tôi vấp ngã. Bởi vì mưa phùng quyển với bụi đất làm cho mặt đất trở nên nhão nhẹt và trơn trượt vô cùng. Đây là lần đầu từ khi cha sanh mẹ đẻ tôi phải đi trên con đường như vậy hai ông cháu tôi lê từng bước chân trên con đường rừng trời tối dần rồi thời gian trôi qua rồi cũng gần đến nửa khuya hai ông cháu tôi càng lo lắng và sợ hơn nữa khi trước mặt là một khúc sông tôi quen nhìn sông sài gòn hiền hòa tôi chưa bao giờ thấy một con sông nào mà nước đỏ ngầu và dòng nước chảy xiết như con sông này dưới ánh đèn pin chúng tôi đứng bên này thấy bên bờ kia con sông nhưng không có cầu không đò và không một bóng người mưa nặng hạt hơn trời lạnh hơn bởi vì cái lạnh của miền rừng núi hòa cùng cái lạnh của mưa tiếng nước chảy ầm ầm của con sông hòa cùng tiếng kêu của côn trùng cốc nhái ở nương xung quanh tạo ra một âm thanh thật sự ghê rợn hai ông cháu tôi không biết đi đâu mà tìm nơi ngã lưng qua đêm nay để chờ sáng hôm sau. May ra, có người giúp chúng tôi sang xong. Biết làm sao bây giờ? Hai ông cháu tôi đành trải tấm cao su trên mặt đất, rồi ngồi cạnh nhau bên bờ sông dưới ánh trăng non mà cố cam chịu cái lạnh thấu xương. Trong khi hai ông cháu đang cố nhai nắm cơm dắt trộn với muối đậu phộng cho đỡ đói. Bỗng dưng, chúng tôi thấy có bốn người ẩn hiện và đang tiến dần về phía chúng tôi. Giữa nơi quan vắng này, nếu như chúng tôi gặp người xấu, họ có thể giết người cúp của rồi vứt xác xuống dòng sông, thì có một ai hay biết. Ngoại khẽ cầm tay tôi rồi nói, chắc là không có sao đâu con. Ngoại thấy người dân ở nơi biên giới này, họ thật thà chất phát còn hơn người dân ở nơi khác đó con rồi ngoại dục tôi ăn nhanh hơn, rồi đọc kinh cầu nguyện. Ôi Chúa ơi! Cái bóng trắng mà hai ông cháu tôi thấy từ xa xa đó bắt đầu đã đi dần gần về phía chúng tôi rồi. Tim tôi đánh trống loạn cả nghiệp. Phải nói một ông già hơn 70 tuổi cùng với một thằng cháu trai thư sinh như tôi, tay trói gà không chặt, thì làm được gì bây giờ? Làm sao mà phản kháng đây? Ở nơi đây, đâu có ai mà có thể tiếp cứu chúng tôi. Ở nơi đây là giữa chốn đồng không mong quạnh mà. Ngoại mới thì thầm vào tay tôi. Nếu có gì bất trắc xảy ra, con cứ ôm cái vỏ đệm có gói thư từ, thuốc men, dầu khuynh diệp và thuốc dáng mà cố chạy thoát thân, nghe chưa? Rồi hai ông cháu tôi, tay lần chuỗi mân côi, còn miệng thì lầm rầm đọc kinh cầu nguyện mẹ Maria. Ôi lại chúa tôi! Hai ông cháu tôi không thể nào tin vào mắt của mình được. Chúng tôi đều há hốc ngạc nhiên, mở to đôi mắt và mở miệng thật rộng mà không thốt nên lời. Cái bóng trắng lờ mờ mà chúng tôi thấy từ phía xa xa đang đi đến đó, hiện giờ đang đứng ngay trước mặt của chúng tôi rồi. Và cái người mà đang đứng trước mặt ngoại và tôi chính là ba tôi, với thân hình gầy gò, mái tóc bạc phơ, và hàm râu thì dài như là hàm râu của ông già Noel. Tôi dụi dụi con mắt rồi đập đập trên trán mấy cái để xem mình tỉnh hay là mơ. Ba nhoẻn miệng cười. Đúng là ba của tôi rồi. Tôi nhận ra cái cười hiền hậu chân phương của ba. Ba tôi khẽ nói. Ba biết hai ông cháu ra thăm ba, nên ba xin phép cán bộ quản giáo của trại cải tạo ra đón hai ông cháu nè. Thế là ba cha con tôi ông cháu chúng tôi mừng rỡ, tuổi tuổi buồn buồn ôm lấy nhau. Nước mắt hòa lẫn nước mưa lăn dài trên đôi má của chúng tôi. Rồi ba dẫn chúng tôi đến trú một cái chòi lá ở bên bìa rừng, cách nơi chúng tôi đang ngồi một đoạn đường để chờ đò sáng mai qua sông. Rồi bởi vì đi cả ngày đường chúng tôi quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào mà cũng không hay biết. Khi tôi tỉnh giấc, tôi không thấy ba tôi đâu cả chỉ thấy chúng tôi nằm trên sàn của một căn chòi nhỏ bỏ hoang mà thôi hai ông cháu tôi nhìn nhau sững sờ và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra còn ba tôi đâu đây là sự thật hay là chúng tôi đã nằm mơ ông ngoại nói là trong khi ông ngủ ông mơ màng ông có thấy ông thấy có hai người mặc áo tù đẩy chiếc xe cút kích rồi có một người cán bộ đi sau mang súng áp tải theo nữa rồi dưới cái ánh sáng leo lét của chiếc đèn gió treo bên xe, ông ngoại thấy ba tôi nằm trên đó, tay cầm chuỗi mân côi. Chúng tôi không hiểu giấc mơ của ngoại ám chỉ điều gì. Hai ông cháu lâm râm đọc kinh, lần tràn hạt, cầu nguyện đức mẹ và cầu mong ba tôi được bình an vô sự. Chúng tôi vẫn ở bên bờ sông chờ đợi đò để sang sông. Chúng tôi rất là lo lắng, lòng thì như lửa đốt, sốt ruột chờ đợi cả buổi trời. Cuối cùng rồi cũng có con đò nhỏ cập vào bến sông. Chúng tôi qua sông rồi, tiếp tục bước trên con đường trơn trợt lầy lội. Cuối cùng, hai ông cháu tôi cũng đến được trại K2. Hôm ấy trời mưa buồn lắm. Sau khi chúng tôi trình giấy thăm nuôi và chứng minh thư, hai ông cháu tôi ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ nữa mới được gọi tên cho vào nhà khách của trại nhưng người gặp chúng tôi là một cán bộ chứ không phải là ba của tôi như xét bánh ngang tay khi tôi nghe cán bộ báo hung tin là ba tôi đã mất lúc một giờ sáng hôm nay và đã được đem chôn trong đêm một giờ sáng ôi chúa ơi đúng là giờ chúng tôi đã gặp ba tôi bên bờ sông vắng ba tôi đã đến thăm và chăm sóc hai ông cháu tôi trước khi người cha bạc mệnh của tôi ra đi về miền đất lạnh. Phụ tử tình thâm là như vậy đó. Khi cán bộ đưa chúng tôi ra thăm mộ ba tôi, tôi đã ngã quỵ xuống đất, khóc không nên lời. Lệ buồn, niềm tiếc nuối và nỗi ân hận tràn ngập trong tim tôi. Trời cao cũng đổ lệ xót thương. Nước mưa thay cho lệ biệt ly ba tôi đã không chờ chúng tôi gặp mặt lần cuối chúng tôi đã trễ một chuyến đò rồi cho đến nay tôi vẫn còn thấy ân hận là nếu tôi không ngã lăn trên đường đất mấy lần trên cái con đường vào đây để làm chậm trễ cuộc hành trình ắt hẳn ngoại và tôi đã có cơ hội gặp mặt ba lần cuối chứ không thể để cho người ba yêu dấu của chúng tôi phải chịu cái cảnh ra đi mà không có một người thân bên cạnh không một lời tiễn biệt Trước năm mộ của ba, tôi đưa tay lên làm dấu thanh giá, đọc kinh và làm thầm hát khúc nhạc trong ca khúc nghìn trùng xa cách của Phạm Duy, mà hàng ngày ba tôi hay hát thay lời tiễn biệt. Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi, một tiếng thương ôi gửi đến cho người. Nghìn trùng xa cách, đời đứt ngang rồi. Nghìn trùng xa cách, người cuối chân trời. Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người. Còn đây là câu chuyện thứ hai do bác gái kể lại. Câu chuyện nói về ma ở trong khách sạn ở Bỉ. Câu chuyện như thế này. Vợ chồng tôi cùng hai đứa con trai đi du lịch ở Dương quốc Bỉ. Nếu New York có tượng nữ thần tự do, Paris có tháp Eiffel, thì nơi đây có Atomium. Tôi không biết tiếng Việt gọi Atomium là gì. Tôi chỉ biết đây là một công trình được xây dựng cho hội trợ quốc tế vào năm 1958 tại thủ đô Brussels của Bỉ quốc. Chúng tôi cả ngày đi mua sắm, ăn uống và chiêm ngưỡng cảnh quan của thành phố qua khung cửa kính của Atomium đến gần khuya, chúng tôi mới trở về khách sạn. Đây là một khách sạn khá sang trọng ở thành phố này. Giống như những khách sạn mà chúng tôi đã từng ở qua, chúng tôi cũng làm cái gọi là thủ tục đầu tiên trước khi vào phòng, là cũng gõ cửa, cũng mở đèn và cũng nói với họ xin phép cho chúng tôi được tạm trú ở đây vài hôm. Rồi khuya hôm đó, khoảng 3 giờ sáng tôi thức giấc bởi vì có tiếng động ở trong phòng tắm. Khi bước vào phòng tắm thì tôi thấy mấy cái chai xà bông gội đầu, thuốc xịt tóc nó nằm lăn lóc trên sàn phòng tắm. Tôi nghĩ bụng, chắc là thằng bé con tôi thức giấc đi vệ sinh mà bất cẩn đụng tay đánh rớt các chai xịt tóc và dầu gội đầu xuống sàn nhà rồi nó làm biến nhặt lên. Tôi nhặt tất cả các thứ rơi trên sàn nhà rồi đặt ngay ngắn trên bàn rồi bước đi ra ngoài trở về giường ngủ. Khi tôi vừa xoay lưng vừa bước chân đi thì cuộn giấy vệ sinh rơi xuống đất. Tôi khom người nhặt cuộn giấy để vào chỗ cũ. Tôi chưa kịp bước chân đi thì cuộn giấy vệ sinh lại rơi xuống đất một lần nữa. Tôi nhặt cuộn giấy rồi lại đặt vào nơi cần để cuộn giấy. Rồi cuộn giấy lại tự động rớt xuống đất một lần nữa. Tôi hơi bực bội rồi dạ. Tôi cũng cố gắng nhặt cuộn giấy vệ sinh lần nữa. Nhưng lần này tôi lại để nó ngay trên bàn của cái bồng rửa mặt. Khi tôi bước chân đi, không những cuộn giấy vệ sinh đang sử dụng, mà thêm một cuộn giấy vệ sinh mới chưa có sử dụng đồng loạt rớt xuống sàn nhà cùng với chai kem chống nắng keo xịt tóc. Phải nói tôi quảng sợ thật sự. Tôi co giò chạy ra khỏi phòng tắm, rồi nhảy vỗ lên giường mà tim đánh trống ngực tôi vội đánh thức chồng tôi dậy mà nói trong đức quảng có có chồng tôi vội hỏi em nói cái gì dạ anh ơi có có mà ma ở trong phòng tắm chồng tôi tỉnh giấc nhìn tôi ngạc nhiên rồi chỉ vào cái túi áo ngủ của tôi rồi còn chọc tôi em làm gì mà nhét đầy giấy vệ sinh trong túi áo như vậy nghe chồng tôi nói tôi giật mình tôi nhìn xuống túi áo thiệt là kỳ lạ tại sao túi áo tôi lại có một đoạn giấy vệ sinh thò ra lòng thòng như vậy tôi đâu có đi vệ sinh đâu tôi đâu có sử dụng giấy vệ sinh đâu thế là hai vợ chồng tôi đã hiểu ngoài gia đình tôi bốn người ắt hẳn còn có ít nhất một người nào nữa hiện hữu nơi đây cùng chung phòng với chúng tôi đó là hai câu chuyện mà gia đình bác Phong đã kể lại. Câu chuyện đời đức ngang rồi và câu chuyện ma trong khách sạn ở Bỉ. Những câu chuyện còn lại của gia đình bác Tuấn và gia đình bác Hải, Việt Thảo xin được phép kể sau. Kể trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ kế tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon, có những niềm vui trong đời sống. Và hẹn gặp nhau qua kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obamacare có, Medicare có, Medicaid, rồi 401k cũng có, rồi tiền giống như mình uh, nghỉ hưu sớm hay là không sớm, muộn hay không muộn. Đôi khi mình có những suy nghĩ và mình cho rằng mình có kiến thức đầy đủ mình hiểu biết được nhưng chưa chắc. Tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp, professional trong ngành nghề này để giải thích cho mình. Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021. Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không gõ quý vị xin gọi cho Alisa Châu, điện thoại là 770 454 1182. Nhớ nha gọi cho Alisa Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc. Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình.